Dạ, đây nè anh Bảy. Có hết đấy chứ. Mấy cái mở pin đồ có hết. Cái này hơi nè. Hôm nay mình quay con Kubota GL3200 cho cả nhà coi nha. Thấy con này mới quá, quay cho cả nhà coi. Sao của nó là 13624.
Đây nè anh Bảy, có hết đấy chứ, mấy cái mở pin đồ có hết. Cái này hơi nè, này hơi đang xài. Cái này pin nè, này pin này để mở ốc vít này. Pin mở ốc vít này thì là 30 này, đầu 10 cũng còn mạnh lắm, bắn giật còn này là đầu 12 Hitachi. Giật nó mạnh lắm. Cái này đầu 13 cũng Hitachi đó. Cái này là đầu 14 Makita, tại gắn đầu vô sẵn vậy đó, cái nào cái là mình lấy cái đó nó lẹ, với lại nó không bị lạc đầu. Còn cái loại này là nó xài đầu 12 ly 7 chung với mấy cái kia. Cái này thì ngon, cái này 17 cũng vậy. Cái này nó cũng xài cái đầu 12 ly 7. Còn hai cái súng bự này á là để khi nào mà xài bắn mấy chiếc xe for hay là bắn mấy ốc mà khoảng 35, 36, 38, 41 rồi thì mới xài tới hai cái súng bự này, tại nó nặng lắm. Có hết đó chứ, có đầy đủ hết đó chứ không có ông đầu bạc ông rầy à.